Xin chào quý vị và con. Chắc giờ này thì cũng đã rất nhiều người đi ngủ, nhưng Hà Bỉ Ngon vẫn đang phải làm việc để kịp đơn hàng gửi cho quý vị và con. Đây là những cuốn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bưởi và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cũng như bón phân, lựa chọn cây giống và cách trồng cây. Tất cả đều có trong cuốn sách mà Hà Bỉ Ngon đang gửi hàng cho bà con ở trên khắp cả nước đây. Công việc rất là vội và Hà Bỉ Ngon cũng không thể gửi được ngay tất cả những đơn hàng mà khách hàng đặt. Hàng ngày thì Hà Bỉ Ngon vẫn tiếp khách và tư vấn tại nhà rất là nhiều, nên là phải chặn làm tranh thủ buổi tối. Mặc dù bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, nhưng mà phải làm xong để kịp ngày mai giao bưu điện. Mà quý vị bà con ai đã từng đặt hàng của Hà Bỉ Ngon mà Hà Bỉ Ngon đã nhận đơn thì chúng ta sẽ không đặt hàng lần thứ hai nữa, bởi vì rất dễ bị nhầm đơn. Nếu ai đặt ở trên YouTube hoặc đã đặt ở trên Facebook hoặc Zalo hoặc là gọi điện thì chúng ta chỉ nên đặt ở một nơi để Hà Bỉ Ngon ghi đơn hàng. Nếu chúng ta mà đặt thành nhiều lần, Hà Bỉ Ngon sẽ không nhớ hết mà cứ thế mà ghi vào là sẽ gửi thành nhiều lần trong cùng một quyển hướng dẫn cho bà con. Như thế thì vừa làm phiền bà con mà cũng mất việc của Hà Bỉ Ngon. Nên chúng ta khi mua, chúng ta đặt hàng mà Hà Bỉ Ngon đã nhận hàng thì chúng ta sẽ đợi, bởi vì không phải là lúc nào Hà Bỉ Ngon gửi được ngay. Mà quyền kỹ thuật này thì chúng ta có thể là chậm 5-7 hôm cũng được. Đây là cả một số khách ở trong miền Nam, Hà Nội, Phúc Thọ, Hà Nội. Đây là ở trong Tiền Giang. Thì hàng ngon là bắt đầu đóng gửi bưu điện những quyển sách hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bưởi và cách trồng cây bưởi, chọn giống được Hà Bỉ Ngon biên soạn và viết ra sách theo như yêu cầu nguyện vọng của rất nhiều bà con trên khắp cả nước. Thì nay Hà Bỉ Ngon đã viết ra sách và bắt đầu gửi sách hướng dẫn kỹ thuật này cho khắp con trên cả nước.